điện tử Thắng Hoa kính chào đến toàn thể các anh chị em yêu âm nhạc và đam mê ca hát trên khắp mọi miền tổ quốc. Quay trở lại với kênh của điện tử Thắng Hoa, kênh chuyên cung cấp âm thanh karaoke chất lượng cao. Vâng, xin giới thiệu đến toàn thể các anh chị em, đây là một cấu hình karaoke mà điện tử Thắng Hoa test lên để giới thiệu đến toàn thể các anh chị em trên khắp mọi miền đất nước. Tiếp theo với tất cả các anh chị em, đây là một cặp loa B3. Đây là một cặp loa B3 hàng bãi xịn, còn duy nguyên, vẫn rất là mới, có mã số là 212. Vâng, với cặp loa bãi xịn như thế này mà điện tử Thắng Hoa đã tháo một chiếc tăng ra. Vâng, đây là một chiếc bát 30 và một chiếc kèn. Vâng, và chiếc bát 30 này được người châu Âu, người ta làm cái gân loa này là gân vàng và là gân dầu. Vâng, gân dầu rất là dính, bây giờ điện tử Thắng Hoa sờ nó rất là dính luôn. Và màng loa người ta làm phải nói là bằng cái chất liệu quá là tốt. Vâng, cái này là cho chất âm thì phải nói là cực kỳ chất lượng và rất là hay. Với dòng loa B3 hàng bãi xịn còn duy nguyên, còn khoảng đến trên 80%, vâng, thì cho chất âm phải nói là cực đỉnh cao. Và đây là một dòng loa của người châu Âu, vâng, của người Đức. Đây là một dòng loa của người Đức, đến từ đất nước Đức. Nó cho chất âm phải nói là cực kỳ chắc gọn. Vâng, và với dòng với cặp loa B3 thì phải nói là đó là một dòng loa karaoke huyền thoại. Vâng, đó là một dòng loa karaoke huyền thoại của tất cả các anh em yêu âm nhạc và đam mê ca hát trên khắp mọi miền tổ quốc. Vâng, đây là một chiếc loa chép, loa kèn, loa chép kèn. Vâng, đây là loa chạy một bát 30 và một chép kèn. Công suất của cặp loa này là 250W và loa có trở kháng, loa có trở kháng là 8 ohm. Vâng, và chiếc cặp loa huyền thoại như thế này thì toàn thể các anh chị em trên khắp mọi miền chúng ta có thể ai cũng có thể hát được những ca khúc mượt mà và truyền cảm với cặp loa huyền thoại như thế này. Vâng, và không để mất thời gian nhiều cho các anh chị em, với cặp loa B3 bát 30 có mã số là 212 thì bên điện tử Thắng Hoa ghép với một chiếc đẩy công suất CA6 chạy 16 sò. Vâng, chiếc đẩy công suất này đánh với cặp loa này thì không gì phải nghĩ gì đến cục đẩy công suất. Với cục đẩy công suất này, nhà sản xuất người ta làm chiếc đẩy công suất rất chi là dày, trông rất chi là bắt mắt và đẹp. Và với có hai bên này là người ta làm những kẽ hở và có tấm bông mút để lọc mút, là để cho đằng sau là có hai chiếc quạt gió để mà làm mát, hút gió để quạt mát cho bộ phận công suất. Vâng, để làm mát cho hút gió qua những cái khe này là để làm mát bộ phận công suất của chiếc đẩy công suất. Chiếc đẩy công suất này chạy rất là mát. Vâng, đây là với chiếc đẩy công suất 2 kênh. Vâng, đây là một lúc nguồn và hai bên này là hai bên tay sách. Và chiếc đẩy công suất này đánh phải nói là lực của nó rất là hay, tiếng chắc tròn gọn. Vâng, và tiếp theo bên điện tử Thắng Hoa ép với một chiếc lọc eo quay của hãng DBX là có mã số là 2231. Vâng, với chiếc lọc 62 cần tinh chỉnh như thế này thì nó cho những nền nhạc rất là hay. Vâng, với những nền nhạc là nó chắt lọc được những tiếng nhạc tí tách và nhỏ nhất. Vâng, và tiếp theo là một chiếc vang JBL có mã số là DJ300. Vâng, với chiếc vang JBL này thì nhiệm vụ của nó là trong bộ dàn karaoke nó phải xử lý lời. Vâng, với lời của toàn thể các anh em ta hát có hay hay không, có mượt mà, có truyền cảm hay không là do chiếc vang này nó xử lý. Vâng, chiếc vang này nó xử lý lời, phần lời.
Vâng, và tiếp theo bên mình được đóng hoa ghép với một chiếc idol EP 100 của người Việt. Vâng, sản xuất tại Việt Nam với chiếc idol như thế này. Và cuối cùng bên mình được đóng hoa ghép chạy một cặp mic. Vâng, chạy một cặp mic Shure Re không dây QRX10 với 25 mã. Hình karaoke cực kỳ chất lượng. Một gọi là bên của Tâm Hoa đặt tên cho bộ dàn karaoke này là một bộ dàn karaoke huyền thoại, rất chi là hay. Và toàn thể các anh em trên khắp mọi miền của đất nước có nhu cầu sắm cho gia đình một bộ dàn karaoke, xin hãy liên hệ bên của Tâm Hoa theo số máy 0918249265 và 0974637646. Bên điện tử Tắm Hoa giao hàng toàn quốc. Và toàn thể các anh chị em yêu âm nhạc, đam mê ca hát trên khắp mọi miền đất nước xem những clip của bên điện tử Tắm Hoa. Vâng, xin hãy bấm chữ đăng ký, và chữ đăng ký kênh màu đỏ ngay bên dưới clip. Toàn thể các anh chị em ta đang theo dõi và để đồng hành cùng điện tử Tắm Hoa. Mỗi khi điện tử Tắm Hoa có một clip đưa lên là nó sẽ thông báo về cho toàn thể anh chị em ta. Và điện tử Tắm Hoa xin cảm ơn. Huyền thoại như thế này. Vâng. Rồi hai ba lần nữa em thấy mình lo sợ nhiều. Gặp nhau như lúc mới quen ban đầu, cớ sao anh ngại ngùng. Nhà tôi đơn côi, mời em ở lại. Kể chuyện tha phương, chưa lần phải nhớ thương. Mang tâm sự từ thuở thiếu đôi tay, biết nơi đâu mà tìm. Nhiều đêm cô đơn tựa sông thừa nhỏ, nhìn ngoài mưa tuôn sao nghe nặng vào hồn. Từ lúc quen nhau
chưa nói một lời gì, tỏ tình ta mến nhau. Nhiều đêm ngắm sao mơ ước duyên mình đẹp lâu, suốt đời tình